chạy ra cướp. Xong rồi cái ngồi khoảng 5 phút thì trong đó mới có anh đó chạy ra, cầm dao chạy ra, chạy ra hai một anh bảo vệ với một anh ngân hàng với một anh công an là đưa theo, là anh bộ đưa theo tới lần kia thì văng ra thanh xe ảnh, anh tự ngã xuống rồi tự tông cửa cháy bắt được. Sáng 14 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ nghi phạm cướp chi nhánh ngân hàng TB Bank trên đường Trần Văn Dầu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy đến gần chi nhánh ngân hàng TB Bank, gửi xe rồi đi bộ vào ngân hàng. Tại đây, nam thanh niên quăng hai túi xách cho nhân viên ngân hàng, nói đã tẩm xăng trong người, yêu cầu nhân viên gom tiền ngân hàng bỏ vào túi xách, nếu không làm theo sẽ bật lửa tự thiêu phóng hỏa. Nhân lúc nghi phạm sơ hở, bảo vệ ngân hàng nhảy vô khống chế, nhưng người này chống cự vùng vẫy và chạy thoát ra ngoài. Chạy được một đoạn, nghi phạm tự bật lửa đốt mình, nhưng do lửa quá nóng nên cởi áo ra. Lúc này, nhiều người dân nghe tiếng truy hô đã lao đến khống chế nghi phạm. Nhận tin báo, lực lượng công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc và đưa nghi phạm về cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.